của Kiều Phương, mình đến từ lớp 93 trường trung học cơ sở Hải Tộc. Hôm nay là sau rất là nhiều ngày mình nghỉ ở nhà thì hôm nay mình đã được lên trường để đi tiêm vaccine. Thì mình thấy hôm nay bạn nào cũng rất là phấn chấn và mình riêng mình cũng vậy. Mình được đi lên trường gặp lại bạn bè sau rất là nhiều ngày mình thấy rất là vui. Và mình nghe nói là trường mình là trường có số lượng tiêm vaccine đông nhất là hơn 2.000 bạn. Mình thấy mình nghĩ là sau khi tiêm vaccine thì bạn nào cũng sẽ khỏe lại và tụi mình có thể đi học lại sớm hơn. Và thành phố sẽ trở lại bình thường như những ngày bình thường và hôm nay mình cảm thấy rất là vui. Hello mọi người, mình là Nguyễn Anh Khang, hiện tại mình đang học lớp 93. Hôm nay mình có mặt ở trường để mà được tiêm một loại vaccine, đó là vaccine Pfizer dành cho học sinh. Thực ra khi mà mình mới vừa nghe tin này mình rất là vui, bởi vì học sinh của chúng ta được có thể tiêm vaccine như giống như người lớn. Và điều này có thể cho mọi người biết rằng là ngày đi học sắp gần kề được đến cho mọi người. Và mình mong rằng là Việt Nam của chúng ta có thêm sức mạnh để có thể chống lại loại Covid này. My appetite.